khổ. Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Xuân về dâng điếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ Trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi bạn yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương. Ôi, thật là tuyệt vời, mình chào tất cả các bạn. Mình đứng ở ngoài này thấy các bạn dạy học tập và tập luyện rất say mê để chào mừng trong hoạt động kể chuyện tấm gương của bác. Mình rất vui lòng. Các bạn ơi, đã đến giờ dự thi rồi, tất cả chúng ta cùng tham gia dự thi nhé. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể hội thi, chúng tôi đến từ trường Trung học cơ sở Yên Mỹ, ngôi trường được ôm ấp bao quanh những cánh đồng lúa xanh tươi, ngôi trường của quê hương anh hùng Tạ Uyên, một trong ba bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình và từng là bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Mời quý vị hãy bớt chút thời gian ghé thăm ngôi trường Yên Mỹ của chúng tôi. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành với những thành tích đầy tự hào, chất lượng giáo dục luôn được giữ vững và nâng cao. Nhà trường đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương lao động hạng 3, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. Đến dự hội thi hôm nay, đội tuyển của chúng tôi gồm 10 thành viên là những giáo viên, nhân viên thư viện, cán bộ y tế. Tất cả chúng tôi đều nỗ lực học tập, phấn đấu hết mình theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thành viên chúng tôi đều là những bông hoa trong vườn hoa tươi thắm của trường Trung học cơ sở Yên Mỹ.
thực hiện tốt nhiệm vụ, đoàn kết, gắn bó bên nhau, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và được đón nhận những thành tích rực rỡ của nhà trường. Chúng tôi rất tự hào được đại diện cho 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đến tham dự hội thi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Chính vì vậy, phương châm của chúng tôi là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vâng, xin rất mong được sự cổ vũ của quý vị cho tất cả hội thi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể hội thi. Rất vinh dự cho tôi được đại diện cho đội tuyển trường Trung học cơ sở Yên Mỹ kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa hội thi, Ca Dao có câu: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Vâng, Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tuy Bác đã đi xa, phỏng lặng rèm buông tắt ánh đèn, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người, có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động dành cho các chiến sĩ. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chú Ngã Có Đau Không? Câu chuyện được ghi theo lời kể của chiến sĩ Ngô Văn Núi và được in trong cuốn 117 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Chuyện kể rằng, vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn giá rét. Gió Bắc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm, gầy nên cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhưng Bác vẫn làm việc rất khuya. Người khoác chiếc áo bông đã cũ, miệng ngậm điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại cháy hồng lên. Tiếng máy chữ lách tách đều đều. Trời lạnh, nhưng được đứng gác cạnh Bác, người chiến sĩ cảnh vệ thấy lòng mình như được sưởi ấm lên. Anh nhẹ chân bước vòng quanh lán, tránh gây tiếng động để Bác yên tĩnh làm việc. Vừa đi, vừa nghĩ, thế rồi chẳng may anh trượt chân, sa xuống một cái hố tránh máy bay. Có lẽ đó là một cái hố tương đối sâu, nên anh không thể tự mình lên được. Và một điều bất ngờ, xúc động đã xảy ra. Khi anh đang loay hoay tìm cách lên khỏi hố, thì chợt nghe có tiếng bước chân về phía mình. Và một giọng nói trầm ấm vang lên: Chủ nào ngã đấy? Chưa kịp nhận ra là ai thì đã có hai cánh tay luồn vào nách, xách anh lên. Chòm râu rung rinh khẽ chạm vào má anh. Ôi, thật là kỳ diệu, là Bác, chính là Bác đấy, là vị chủ tịch nước đấy. Người đang mải mê lo việc nước, có hàng ngàn, hàng vạn công việc đang chờ người. Nhân dân đang cần Bác từng giờ, công cuộc cách mạng đang cần Bác từng phút. Vậy mà chỉ một bước trượt chân ngã của người chiến sĩ cũng làm người lưu tâm. Nhưng bất ngờ hơn nữa là khi anh cảnh vệ đang cố trấn tĩnh lại để nói một lời với Bác, thì bỗng giật mình khi thấy người không khoác áo bông, Bác đi tất nhưng chỉ một chân có guốc, một chân không. Anh xúc động đến trào nước mắt. Có lẽ nghe tiếng anh ngã, Bác vội vã chạy ra, nên chân không kịp xỏ guốc, tay không kịp lấy áo che mình. Sừng Việt Bắc lạnh giá cũng không ngăn nổi tình yêu thương chiến sĩ của người.
vừa kéo anh lên, bác vừa hỏi một câu hỏi ân tình. Chú Ngạ có đau không? Bác sờ nắn tay chân rồi khắp người anh và nói: chú Ngạ thề đau lắm, chú cứ ngồi xuống đây bóp chân cho đỡ đau. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trước tình cảm của bác, tiếng lòng người chiến sĩ bật thốt lên: bác ơi, bác thương chúng cháu quá. Và anh trả lời bác: thưa bác, cháu không việc gì ạ. Rồi anh cố gắng bước đi để bác yên lòng. Bác cười hiền hậu và căn dặn: bất cứ làm việc gì, chủ cũng phải cẩn thận. Rồi bác quay vào nhà. Người chiến sĩ đứng lặng nhìn theo bác cho đến khi lại nghe tiếng máy chữ lách tách đều đều trên nhà sàn giữa đêm rừng Việt Bắc. Kính thưa hội thi, nghe xong câu chuyện, tôi vô cùng xúc động trước những cử chỉ, hành động, lời nói, sự quan tâm ân cần của bác dành cho chiến sĩ. Mỗi cử chỉ, lời nói, hành động của người đều toát lên lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, tất cả vì con người, yêu thương con người vô bờ bến. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng ca ngợi: ôi lòng bác vậy cứ thương ta, thương cuộc đời chung thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa. Kính thưa hội thi, tấm lòng của bác thật thiêng liêng cao cả biết chừng nào. Tình yêu thương của bác dành cho người chiến sĩ cũng như dành cho nhân dân cả nước vô cùng to lớn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác, trong những năm qua, toàn đảng, toàn dân và các cấp chính quyền đã phát động nhiều phong trào yêu thương, lan tỏa, kết nối và chia sẻ yêu thương đến mọi miền Tổ quốc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với vùng đại dịch, đem lại trái tim cho em. Tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ trong mọi tầng lớp nhân dân đã tạo thành sức mạnh to lớn, đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ. Hòa cùng với phong trào của cả nước, trường Trung học cơ sở Yên Mỹ cũng tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác, luôn lan tỏa yêu thương tới các thế hệ học sinh. Nhà trường luôn chú trọng phát huy phong trào tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. Mỗi thầy cô giáo và học sinh đều tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ quỹ tình thương, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với học sinh vùng đồng bào bão lũ, đem lại những tình thương cho tất cả các học sinh, các đối tượng học sinh. Mỗi thầy cô giáo luôn là một tấm gương mẫu mực về sự quan tâm, chia sẻ, tư vấn tâm lý, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, để các em tự tin, cố gắng, vươn lên trong học tập, để mỗi ngày các em đến trường đều là một ngày vui. Kính thưa hội thi, tuy bác đã đi xa, nhưng những bài học về bác, tấm gương tư tưởng, đạo đức của bác đã thấm sâu vào trái tim mỗi chúng ta. Vâng lời bác dạy, noi theo bác, tôi thầm hứa, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
trong xin khi tạc xa trong lòng tôi bỗng